Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta hãy cùng mình trải nghiệm cái tựa game Vương quốc chuột chũi Molly Mobi nhé bạn. Ok, thì giờ chúng ta cùng bắt đầu vào cái tựa game này. Thì mình sẽ chọn server và bắt đầu vào game nhé bạn. Đây, cái link tải của cái tựa game này mình sẽ để dưới phần mô tả, các bạn có thể vào đó để tải về nha các bạn. Thì khi game thì bạn sẽ có được đoạn cutscene như thế này. Thì nó sẽ có hai nhân vật là nó trò chuyện, cũng như là nó sẽ giới thiệu về cái vùng đất này và cũng như là những cái nhiệm vụ vai trò của bạn các bạn. Đây là một cái tựa game với đồ họa 3D khá là đẹp mắt. Thì ở đây thì các bạn có thể lựa chọn cho mình những cái kiểu tóc hay là những cái phụ kiện như là nón nè các bạn, và những cái bộ thời trang như là áo, và có thể lựa chọn màu sắc cho chú chuột chuỗi của mình nữa nha bạn. Bạn có thể làm ngẫu nhiên ở đây nữa bạn, mà mình sẽ chọn theo một hàng như thế này rồi nhấn vào bước kế tiếp, và các bạn tiến hành đặt tên cho chú chuột chuỗi của mình, nó để là tối đa 6 chữ thôi nhé bạn. Thì sau khi mà các bạn đã tạo thành một con chuột chũi thì các bạn sẽ trở thành cư dân của vương quốc chuột chũi. Thì thấy thì tựa game này nó bị lỗi phông nha các bạn, nhưng mà thấy thì nó bị lỗi phông nữa bạn. Còn về cái phần âm thanh của nó thì cũng khá là đặc sắc, thì các bạn có thể xem cái phần âm thanh với những cái bản nhạc nền khá là hay, kể đó nữa là những cái hiệu ứng âm thanh cũng rất là được chăm chút. Thì cảnh quan xung quanh thì cũng được đầu tư khá là kỹ lưỡng, thì các bạn có thể thấy được là những cái bóng của cây cỏ hay là những cái hồ nước đang di chuyển. Ở đây thì cũng giống như những cái tựa game khác các bạn, là các bạn sẽ đi làm nhiệm vụ, thì cứ nhấc vào nhiệm vụ thì nó sẽ tự động hướng dẫn cho các bạn làm các bạn. Thì nhiệm vụ của mình là đang thu thập những cái nguyên liệu và tiến hành trồng trọt những cái cây cà tím các bạn. Hiện tại thì mình mới có 4 hồ đất các bạn. Sau khi gieo hạt chấm xuống thì nó đang thiếu nước các bạn, thì mình sẽ đi tưới nước cho những cái cây này. Thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì các bạn sẽ nhận về cho mình những cái phần thưởng các bạn. Thì mấy cái trò chuyện này các bạn có thể có hai lựa chọn cho bạn lựa chọn nha bạn. Thì mình đã có thêm hồi trang mới, thì bạn có thể là đi trang bị cho chú chuột chuỗi của mình và tiếp tục đi làm nhiệm vụ.
Thì sẽ có rất là nhiều những cái tính năng đó bạn, cho các bạn lựa chọn. Ở đây thì các bạn cũng có thể là đi nhổ những cái cỏ dại như mình. Sao thấy tựa game này giống như tựa game nông trại vậy đó các bạn? Nó không giống như nó như y như tựa game nông trại. Nói chung thì bạn nào mà muốn quay lại cái tuổi thơ với tựa game vua quốc chuột chủ Molly này các bạn, thì các bạn có thể tải tựa game này về để chơi thử nha các bạn. Mặc dù thì nó đã có nhiều cải tiến rồi bạn, nó không giống với bản như hồi xưa nữa, nhưng mà chơi để nhớ lại thì vẫn sẽ chơi được các bạn. Thì ngoài ra thì nó còn có thêm một số đợt vaccine nữa các bạn. Mình sẽ bỏ qua đợt vaccine nha các bạn. Nó bị lag rồi các bạn, không đặt được nữa. Ok, thì đó là review sơ lược chút xíu tụi này các bạn. Thì để hiểu rõ hơn tụi game này, các bạn có thể tải tụi game này về và tự mình khám phá. Thì cái link tải của cái tụi game này mình sẽ để phần tả. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Thì chúc các bạn chơi game vui vẻ. Còn giờ xin chào và hẹn gặp tất cả các bạn ở những cái video tiếp theo. Bye bye.